Vì sao đàn ông lại thích cắn người yêu? Những cái cắn yêu có thể tạo ra kỷ niệm ngọt, ngào đối với nam giới cũng như nữ giới. Một số người thích điều đó, nhưng số khác thì không. Phụ nữ luôn tự hỏi vì sao đàn ông lại cảm thấy việc cắn yêu là một hành động mạnh mẽ. Một cuộc khảo sát đã cho thấy những phụ nữ ở độ tuổi 20 thích để lộ những vết cắn ra ngoài cho người khác thấy. Họ thấy tự hào về điều đó, vết cắn in trên thân thể, như một lời tuyên bố rằng họ đang ở trong một mối quan hệ hạnh phúc. Một vết cắn yêu ở đúng nơi và đúng thời điểm có thể tạo ra những điều kỳ diệu cho người đàn ông cũng như mang lại niềm vui to lớn cho người phụ nữ giúp cả hai gần gũi và thân mật hơn chỉ có những người đàn ông nhạy cảm mới có thể làm tốt điều đó bởi vì họ biết đâu là giới hạn không nên vượt qua cũng như kiểm soát được ngưỡng đau của phụ nữ điều này rất quan trọng bởi đó là cả một nghệ thuật mà không phải bất kỳ chàng trai nào cũng có thể thực hiện một cách chuẩn xác hay không phạm phải sai lầm bên cạnh đó việc cảm nhận được tâm trạng của cô ấy cũng quan trọng chẳng kém ví dụ như ngày hôm đó tâm trạng của nàng không được tốt nhưng bạn vẫn cố gắng thực hiện hành động ấy thì chẳng khác gì tự tay làm hỏng cuộc vui của mình đối với đàn ông mà nói việc cắn yêu nhằm mang lại sự tươi mới cho chuyện ấy họ thích mang vào phòng ngủ một tâm trạng tươi vui và những vết cắn nhẹ nhàng có thể khiến buổi tối của cả hai trở nên vui vẻ hơn ngoài ra bản năng trong mỗi con người cũng trở thành lý do khiến đàn ông thích cắn hơn trong vô thức họ sẽ để lại những dấu vết nho nhỏ để giải phóng sự ham muốn của mình cũng giống như phụ nữ khi hưng phấn sẽ để lại những vết cào trên lưng người yêu, thì nam giới cũng có xu hướng tương tự như vậy. Một lý do khác nữa là nếu người đàn ông cắn ở đúng nơi mà cô ấy thích, cô ấy sẽ có xu hướng trở nên phấn khích và điên cuồng hơn khi yêu. Tuy nhiên, sau tất cả, việc cắn yêu không phải là chuyện dễ dàng thực hiện với tất cả cánh mày dâu. Do đó, nếu biết bản thân không phải là người đàn ông tinh tế và khéo léo, thì chớ thử làm nếu như không muốn cuộc yêu của bạn bị hỏng ngang nhé.